Rồi, chào mừng anh em, chào mừng tất cả các bác và anh em ở mọi miền Tổ quốc. Thì đây là kênh của Minh Chiến, âm thanh bãi Bình Định, là những sản phẩm là tuyển chọn để đưa đến cho tất cả các bác và anh em có niềm trong niềm đam mê. Thì video này em sẽ giới thiệu cho các bác là một con Technic SU V8X nha anh em, V8X DC, V8X. Dòng này là trẻ New Class A, có lo nét nè, dòng này đánh rất là lực, anh em là chơi lo ngang, lo bô và cả những dòng lo đia tông nguyên kiểu thì cái con này rất là tuyệt vời và rất là tầm tiền. Thì em nó là có đánh hai cầu lo AB hoặc A cộng B, nhưng mà con này nó cái hiệu là man và remote đấy, thì anh em chỉ cần muốn xài hai chung hai cặp lo lần thì anh em nhắn vào đây. Này, phần này là phần bass chép, phần này là phần DC là để can thiệp phần âm sách trên này đấy. Giá tầng anh em thích thì dùng. Còn bên này thì lo nét, ba lăng, volume, hình như những cổng kết nối vào này đấy, màn hình khi lên đèn rất là đẹp nha đấy. Thì mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ vào hai số điện thoại của em, số điện thoại chính của em số này, khi anh em nào điện mà không thấy máy bận thì anh em liên hệ vào số này nha đấy. Rồi em sẽ mở ruột cho anh em xem nha. Thì mặt mũi thì rất là xuất sắc. Những con này là hàng công Nhật về nha anh em, chứ không có hàng eBay đâu. Hàng eBay chỉ có hàng Mỹ thôi. Hàng điện 100V là hàng công Nhật, hàng công hết. Đấy, đây tất cả các nối và hai cầu lo nó đây. Thì nó có công suất là 240W nha, 240W. Tiền nhắn ở đâu mà giữ gác này. Đây, công suất là 240W. Đấy. Nay là ngày 17 nha, 17. Con này rất là nặng nha, 17 tháng 7. Canh giờ là 5 giờ rồi, thì em giới thiệu cho các bác, anh em nào thích sản phẩm này thì liên hệ nha. Giá con này là 5,5 triệu nha, 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Giá 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Rồi, em xin phép là mở ruột ra cho các bác được chiêm ngưỡng nha. Rồi đây, đây là ruột gan của em nó trẻ tân phô đúc, được sơn nhám rất là đẹp nha, không rôm rỉ gì luôn, và chạy 4 tua lục nguồn, được thiết kế rất là đẹp, nó nằm trong bo mạch này luôn. Đây là nó chạy 8 sò nha, đấy anh em, 4 xanh 4 đen. Sò này là anh em nhớ tới con gì không, con Cover 1090 đấy, nó chạy sò 1090, nhưng mà Cover 1090 thì nó chỉ có 4 con, nhưng con này là chạy 8 con luôn nha, cực kỳ khỏe. Anh em nào có loa mà nhiều công suất lớn thì liên hệ của em đánh con này, rất là tầm tiền, giá thành rất là rẻ nha, chỉ có 5,5 triệu thôi mà chất âm rất là tuyệt vời. Tại vì những con này nó không bị đổi giá thì anh em chơi rất là đúng chất tiền mình, thì anh em chơi theo tầm tiền mình thì 5,5 triệu là cũng rất là xứng đáng với cục Ali như thế này. Giá bao ship cho các bác nha. Đấy, rất là nặng nha, 100V, 200, 279 VA, nguồn rất là lớn nha. Đấy, sò nguyên ring hết nha, hay là keo của hãng nha. Đấy anh em, đấy anh em nhìn keo ring của hãng rất là đẹp. Keo này là keo tản nhiệt, nhiệt nha, tản nhiệt cho sò đấy. Đấy, 24 xanh 4 đen. Rồi, mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ vào số điện thoại của em, ship hàng toàn quốc cho các bác nha. Technic V8X xuất sắc, giá là 5,5 triệu nha, bao ship toàn quốc nha. Rồi, em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.